Hôm nay, chúng tôi Thạch Diễm Phúc giới thiệu đến quý vị buổi hội thảo trực tuyến đầy sâu sắc, tựa đề Đạo tràng chân thật ở bên trong chúng ta, trong tiết mục giữa Thầy và Trò được giảng bằng tiếng Trung Hoa vào ngày 15 tháng 8 năm 2018 tại Nghi Lan, Đài Loan, còn được biết là Formosa. Kính chào sư phụ. Chào, chào mọi người. Kính chào sư phụ. Chúc mừng quý vị. Cảm ơn sư phụ. Bây giờ tôi đang bế quan, không đi ra ngoài được nhé. Dạ, tôi chỉ muốn dành chút thời giờ thăm hỏi tất cả quý vị. Chúc mừng tất cả quý vị có đạo tràng mới. Cảm ơn sư phụ. Dĩ nhiên có đạo tràng thì tốt, không thì chúng ta vẫn có thể tu hành, phải không? Dạ đúng ạ. Đạo tràng ở bên trong mình, minh sư cũng ở bên trong mình. Vậy đừng lo, nếu chúng ta không có tài sản nào hết, tất cả quý vị biết chứ hả? Dạ biết ạ. Trong chỗ đó đẹp quá. Chỗ của quý vị đang ở thoải mái hơn ha. Không có quá nhiều người đi tới đi lui hoài. Vậy không có ai quấy rầy mình, phải không? Dạ phải. Dù có đạo tràng hay không, miễn mọi người tu hành tinh tấn là được rồi nhé. Dạ. Nhà mình cũng là đạo tràng của mình. Miễn là có tâm thanh tịnh, môi trường an bình, chúng ta có thể tự do thiền định, vậy là tốt rồi. Bất kể là chúng ta có hay không có đạo tràng, nhiều đồng tu ở các quốc gia khác đâu được may mắn như quý vị. Nhiều người không được tự do, hoặc có thể không có khả năng tài chính để mua đạo tràng. Đôi khi nếu tôi biết, thì tôi sẽ giúp họ, nhưng nếu không, thì họ tự nghĩ ra biện pháp. Hôm nay, ban nhà bếp nấu ăn có ngon không? Dạ ngon. Đương nhiên là ngon. Dạ đúng ạ. Ban đầu tôi muốn tới đó ăn, chứ không phải không muốn. Vì có mấy đầu bếp ở đó, nấu ngon lắm. Tôi nhớ khi còn ở Nghi Lan, tôi được quý vị cưng chiều. Mỗi ngày quý vị nấu thức ăn ngon rồi mang tới cho tôi. Lúc đó tôi mới ra lò làm minh sư. Không có nhiều người bên cạnh để lo mọi việc. Chính đồng tu Nghi Lan quý vị đã lo liệu các thứ, tôi vẫn còn nhớ. Tôi biết ơn quý vị nhiều lắm. Về thở đó, lúc đó không có nhiều đồng tu. Vì tình cờ ở đó, nên tôi mua hai chỗ nhỏ xíu. Rồi mình cộng tu với nhau thở bàn sờ đó. Và ở đó có miếng đất trên núi mà mình mua được. Về sau có miếng đất bên dưới mà mình cũng mua được để quý vị cộng tu. Lúc đó miếng đất thật nhỏ, nhiều đồng tu khác cũng đến đó, không phải chỉ đồng tu Nghi Lan thôi. Tôi không ngờ có quá nhiều người như thế. Rồi họ dựng lều mà mình cũng không có đủ chỗ cho họ vì đất dốc. Mấy cái lều rốt cuộc trong nghiêng nghiêng. Tôi thật sự không biết làm sao họ ngủ được như vậy. Nhưng dường như ai cũng ngủ ngon lành, dù mặt đất dốc như vậy. Tôi thật sự nhớ những ngày đó, mọi người đều rất thành tâm, vô cùng thành tâm. Hầu hết đồng tu Đài Loan Formosa rất thành tâm. Nhưng vào lúc đó, mấy đồng tu thuở ban đầu là những người thành tâm nhất. Họ đến với tôi ngay lập tức, không đợi tới lúc tôi già mới đến, không đợi tôi có đạo tràng lớn mới đến. Lúc đó không có đạo tràng, không có đất đai gì hết, tất cả chúng tôi đều sống trong lều. Tôi cũng sống trong lều, nhớ không? Dạ, chúng con nhớ. Quý vị nhớ chứ? Đồng tu cũ đều nhớ, tôi chỉ sống trong lều. Rồi về sau, chúng ta cũng mua miếng đất khác ở đó. Chỗ đó quá nhỏ, mọi người làm đó là sườn đồi, không phải đất bằng. Vậy mà họ cũng dựng lều được, vẫn có thể tổ chức bế quan. Chúng ta có tổ chức bế quan không nhỉ? Dạ, có thiền thất. Rồi sau đó, mình xây đạo tràng giản dị, chỉ cần duy trì chứ không cần làm đẹp thêm.
Dạ. Miễn là đủ an toàn để ngồi thiền. Tránh mưa, tránh gió là được rồi. Dạ đúng sư phụ. Có bao nhiêu đồng tu đến từ Trung Quốc? Họ còn ở đây không? Dạ còn. Cảm ơn quý vị đã đến giúp trung tâm Nghi Lan. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Có rất nhiều công đức đó, đúng vậy, công đức vô lượng. Cảm ơn sư phụ. Có đủ chỗ thiền không? Có chật lắm không? Dạ, không chật ạ. À. Nếu chật quá thì có thể dùng nhà của tôi sát bìa đạo tràng nơi tôi ở trước đây. Tôi có căn nhà ở đó phải không? Dạ đúng. Còn đó không? Dạ còn. Quý vị có thể thiền ở đó. Nếu không đủ chỗ nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nếu đủ chỗ thì không cần dùng nha. Nếu đủ chỗ thiền thì chúng ta có thể giữ chỗ đó làm nơi kỷ niệm, vì tôi không biết khi nào mới có thể trở lại trong đó, hiểu không? Nếu thật sự đông đúc và cần thêm chỗ, quý vị có thể tới đó dựng lều xung quanh hoặc thiền trong đó. Chỉ khi nào không đủ chỗ thôi, vậy nhé. Dạ. Mọi việc thế nào? Đạo tràng cũ quá nhỏ nên quý vị mua chỗ mới hả? Dạ phải. Quý vị thường có hai đạo tràng phải không? Hai miếng đất. Dạ phải. Được, nếu cần thì quý vị xây, nếu không cần thì khỏi nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Đạo tràng đầu tiên mà tôi mua có thể chứa được bao nhiêu người? 300 hay 400 người. Đạo tràng thứ nhất có thể chứa khoảng 60 người. 60 người. Dạ. Đạo tràng thứ nhì có thể chứa 350 người ạ. Ồ, như vậy cái thứ nhất là nơi tôi mua phải không? Dạ vâng, cái đồ dốc. Đồ dốc có thể chứa 60 người. Cái thứ nhì thì sau khi hoàn tất công việc mặt bằng thì có thể chứa 350 người. Nếu không đủ thì quý vị có thể xây thêm, nếu đủ rồi thì không cần nha. Dạ. Còn chỗ mới thì sao? Nếu chúng ta xây cất thì chứa được bao nhiêu người? Chỗ đó có thể chứa trên 3.000 người. Ôi chào, lớn quá ha. Dạ, miếng đất đó lớn lắm. Được, vậy quý vị có định xây cất chỗ đó không? Xây cũng được, nhưng cái đó có đủ điện nước không? Dạ, điện nước đều đủ dùng. Đủ dùng cho cả 3.000 người. Dạ, đủ cho 3.000 người. Đủ chỗ cho mọi thứ, kể cả nấu ăn chứ. Dạ, mọi thứ đều ổn. Phòng khi mình cần. Dạ. Vậy tốt, nhưng không sao, không gấp gáp gì. Mình có thể lo liệu mấy chi tiết sau, trong trường hợp cần thôi. Có mái che cũng tốt, phải không? Dạ phải. Đó cũng là nơi tôi đã sống, phải không? Dạ phải. Rồi, thế thôi. Chúc tất cả quý vị bình an. Cả hai nơi mới và cũ đều rất tốt. Chúc quý vị tu hành vui vẻ và tiến bộ. Cảm ơn sư phụ. Tôi thật sự thích Nghi Lan. Nơi đó tương đối đơn sơ và thanh khiết phải không? Dạ phải. Nơi đó rất yên tĩnh. Vì thậm chí chim cũng không thèm đẻ trứng ở đó nữa. Và thức ăn rất ngon. Ồ, tôi nhớ ngày xưa. Quý vị nấu ăn cho tôi mỗi ngày, thức ăn rất ngon. Hơn nữa, đồng tu lại rất khiêm tốn và đơn thuần. Tôi rất thích. Và ở đó có mưa nhiều, tôi cũng thích mưa nữa. Tôi thích mưa. Thích lắm. Rất dễ chịu và mát mẻ. Biển ở đó cũng rất đẹp, tôi chưa có dịp tới đó. Chỉ xem trên bản đồ và hình chụp thấy rất đẹp. Biển ở đó tương đối sạch chứ? Dạ sạch ạ. Có thể là địa điểm du lịch, nơi ngắm cảnh. Nghi Lan đẹp và phát triển hơn. Tôi thấy tiếc cho mình. Khi ở đó, tôi bận rộn tu hành, không nghĩ đến chuyện đi ngắm biển. Tôi không biết biển đẹp thế nào. Nếu có dịp, tôi sẽ đi ngắm biển. Dạ.
Thời đó tôi bận tu hành, ngày nào cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tôi không có thời giờ đi ngắm cảnh, chỉ nhìn hình chụp thôi. Nhiều khi tôi xem truyền hình Vô Thượng Sư họ giới thiệu một số nơi, như cảnh biển ở Đài Bắc, ôi chào, tuyệt đẹp, đẹp lắm, Nghi Lan cũng rất đẹp. Quý vị không đưa tôi đi đâu cả. Lúc đó, tôi không sống trong nhà, tôi sống trong lều. Không ai giới thiệu với tôi Đài Loan Formosa đẹp ra sao. Nếu có cơ hội khi rảnh rỗi, tôi sẽ đến thăm mấy nơi đẹp đó. Tuyệt quá! Thật đó, Đài Loan Formosa đẹp lắm, đẹp vô cùng. Thảo nào mấy người Bồ Đào Nha thốt lên, Formosa hải đảo đẹp, tôi cũng đồng ý vậy. Chỉ nhìn hình chụp tôi cũng đồng ý. Được rồi, quý vị nghỉ ngơi. Rồi về nhà hay làm gì đó. Hôm nay là ngày làm việc. Ban làm việc vẫn còn thời gian để đến à. Quý vị không đi làm hả? Dạ không. Một số đi làm, một số đến. Dạ phải. Hay là mọi người đều ở đây? Dạ không. Chỉ một nửa đến. Được rồi, thật là một cơ hội tốt lành. Một lần nữa, chúc quý vị an bình, hạnh phúc và tu hành tiến bộ tại trung tâm Nghi Lan hay trung tâm nào cũng được, trung tâm mới và cũ nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tại sao tôi không tới Nghi Lan? Bởi vì tôi nhớ nơi đó rất nhỏ. Nếu tôi tới đó, đồng tu ở ngắn hạn, ở dài hạn hoặc ở trung hạn đều đến. Tôi e rằng không đủ chỗ và gây rắc rối cho quý vị, hiểu không? Dạ hiểu. Ít ra trung tâm Cao Hùng còn có mái nhà lớn, đúng không? Nhà rất lớn. Như vậy, đồng tu ở ngắn hạn có thể thoải mái nghỉ ngơi và tu hành. Không có nơi nào khác lớn như vậy. Đó là tại sao quý vị cộng tu tại Cao Hùng. Bởi vì hiện tại đó là đạo tràng rộng nhất. Đủ chỗ cho đồng tu tạm trú, cùng với đồng tu tới cộng tu hàng tuần. Nhưng nếu chúng ta tiếp khách bên ngoài thì có lẽ không đủ. Vì vậy, chỉ nhận đồng tu thôi. Nếu biết tôi sẽ có nhiều đệ tử như vậy, thì tôi đã mua một vài đạo tràng lớn hơn cho quý vị rồi. Nhưng rồi chúng ta có tay hộ. Ngoài sự mong đợi của tôi, phương tiện chuyên chở đến tay hộ cũng tiện hơn Nghi Lan, phải không? Dạ phải ạ. Quý vị cần phải có xe hơi mới tới được Nghi Lan. Nếu không có xe hơi, quý vị cũng không thể đi bằng xe buýt, phải không? Dạ. Có xe buýt nào tới đó không? Dạ không. Không. À, tôi nhớ không có. Thật đáng tiếc. Không sao. Tôi vẫn có thể đến. Chỉ là đạo tràng nhỏ quá, hiểu không? Quá nhỏ. Được rồi. Vậy chúc quý vị tu hành suôn sẻ, vững tiến, gia đình hạnh phúc và mọi việc thuận lợi. Cảm ơn sư phụ. Tôi phải đi đây nha. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn sư phụ. Rồi, chào tạm biệt. Cảm ơn sư phụ, chào ngài. Cảm ơn sư phụ. Tôi thương quý vị rất nhiều. Tôi thương quý vị. Chúng con cũng thương sư phụ.